Ok, xin chào các bác. Thì chắc hẳn trong chúng ta ấy, đã có rất nhiều bác đã từng mua hàng online rồi. Tại vì cái hình thức mua bán online bây giờ ấy, nó rất là phổ biến và nó đem lại cho chúng ta rất nhiều cái tiện ích. Mình có thể mua được cái món hàng từ nơi rất là xa, từ nước ngoài luôn. Và qua mua bán online mình có thể là lựa chọn được rất là nhiều mặt hàng rồi rất nhiều cái giá cả để mà mình lựa chọn để mà phù hợp với mình để mà mua được. Ngược lại ấy, khi mà mua hàng online ấy, thì chúng ta không được trực tiếp nhìn vào sản phẩm, không được trực tiếp sờ vào sản phẩm và không được trực tiếp trải nghiệm cái sản phẩm đấy, cho nên là nhiều khi là cái món hàng mình mua về khi mình cầm trên tay nó không được đúng như ý mình mong muốn, và đặc biệt ấy, là xảy ra rất nhiều trường hợp mà bị lừa đảo. Thì những hình thức lừa đảo khi mà mua bán online ấy, thì nó rất là nhiều và tinh vi, em không thể là mà kể hết được. Nhưng mà theo ý kiến chủ quan của em ấy, cái hình thức phổ biến nhất ấy, vẫn là người lừa đảo ấy sẽ đánh vào cái tâm lý là ham cái giá rẻ của người mua thôi. Thì thường thường ấy, người ta sẽ đang bán một cái sản phẩm với mức giá rất là rẻ, và khi chúng ta nhìn thấy cái sản phẩm với cái mức giá rất là rẻ như vậy thì chúng ta thường thường là rất là tò mò và muốn mua sản phẩm đấy. Rồi khi chúng ta mà liên lạc với người bán ấy, người ta cũng sẽ đánh vào cái tâm lý đang muốn mua hàng nhanh của mình ấy. Người ta cũng sẽ bảo là đang có người khác muốn mua đấy, nếu mà mình muốn mua ấy thì chuyển tiền đặt cọc hay là chuyển tiền mua hàng nhanh không thì tôi bán cho người kia. Đấy, thì nếu như chúng ta không tìm hiểu kỹ thì thường thường chúng ta sẽ vội vàng là đặt cọc tiền cho người ta hoặc là chuyển tiền cho người ta. Thì sau khi mà chuyển tiền cho người ta rồi ấy, thì thường thường người ta sẽ có thể là không chuyển hàng cho mình nữa, hoặc là cố tình vòng vo kéo dài, hoặc là sẽ gửi một cái sản phẩm lỗi hoặc không sử dụng được cho mình. Đó, thì chúng ta là bị lừa. Vậy làm sao để mà khi mua hàng online chúng ta không bị lừa? Thì em sẽ nói một số cái kinh nghiệm của riêng em thôi, tại vì em cũng mua hàng online nhiều và cũng đã bị lừa một số lần rồi. Thì sau một số lần bị lừa đấy cũng rút ra được một số kinh nghiệm. Thì trước tiên ấy, chúng ta hay mua hàng online qua Facebook, tại vì Facebook bây giờ ấy, nó là cái mạng xã hội lớn nhất thế giới và cũng lớn nhất Việt Nam, và rất nhiều người bán hàng online qua Facebook. Thì khi các bác muốn mua hàng của ai đó qua Facebook ấy, thì các bác phải tìm hiểu kỹ xem là cái nick Facebook đấy có phải nick giả, nick ảo hay không, cái nick đấy có phải chính chủ hay không, và nick đấy có thông tin địa chỉ rồi số điện thoại rõ ràng hay không, và xem là cái nick đấy có tồn tại lâu năm rồi hay không. Đấy, thì hoàn toàn các bác có thể vào cái tường của người ta và các bác xem được. Như em ấy, thường thường em hay mua hàng online qua những cái hội nhóm ấy, ví dụ như cái hội nhóm LG Việt Nam đây này, thì từng cái hội này em sẽ để ở dưới mô tả nhé. Thì thường thường hay các bác vào hội ấy, các bác hay hỏi là mua của ai thì uy tín ấy, thì em cũng đã có một cái bài nói về cái sự uy tín này rồi, thì các bác có thể tìm đọc lại và có thể tìm trong cái clip của em đằng trước cũng có. Đấy, thì hiện tại bây giờ nhé, cái hội LG Việt Nam bây giờ ấy, những thương gia nào còn bán ở trong hội ấy, thì em đánh giá đều là uy tín cả, và các bác ấy đều có đóng góp cho hội, các bác có đóng tiền đến phí hàng tháng luôn để mà các bác ấy được bán trên cái hội nhóm LG Việt Nam này, và những cái tiền đấy thì em cũng đã có một bài nói là sẽ dành làm quà tặng cho các thành viên trong hội đấy. Thì thường thường ấy, các bác mua của ai, mua của thương gia nào trong cái hội LG Việt Nam cũng được, tại vì những cái thương gia đấy đều đối với em ấy, em đánh giá đều là uy tín, và những cái thương gia đấy nếu như có vấn đề gì có thể em sẽ vẫn có thể nói chuyện với người ta được để mà có thể giải quyết được cho các bác được. Đấy, thì những hội nhóm khác thì em không không biết nhé, em chỉ quản lý cái hội nhóm LG Việt Nam này thôi. Đấy là về phần các thương gia ở trong cái hội LG Việt Nam nhé. Còn cái hình thức mà hay bị lừa đảo nhất ý, là mua của người dùng. Đấy, tại vì người dùng ý, thường thường là sẽ bán rẻ hơn thương gia rất nhiều, nhiều khi là rẻ hơn 1 2 triệu là bình thường. Đấy, và thường thường là rẻ như vậy dẫn đến là nhiều anh em là toàn săn hàng của người dùng thôi. Nhưng mà khi mà mua hàng của người dùng ý, anh em sẽ phải chịu rất nhiều rủi ro. Thứ nhất là có thể không có bảo hành này. Đấy. Và thứ hai ý, là có thể là hàng nó bị lỗi gì đó mà người ta cố tình không nói để mà mục đích là sẽ bán được con máy đấy. Thì nếu như anh em có kiến thức vững vàng rồi, có kinh nghiệm test máy rồi, thì có thể là anh em có sẽ chọn được cái máy ngon. Nhưng mà rất nhiều người mới dùng hoặc là mới biết đến LG thì hoàn toàn người ta làm sao mà biết được LG đang như thế nào và từng con máy nó có những cái điểm yếu, điểm mạnh như thế nào. Đấy, thì rất nhiều người không biết và đa số là nhìn thấy cái việc mà giá rẻ và cứ cắm đầu cắm cổ vào mà mua thôi.
rồi sau khi mua xong đấy thì mới biết là bị lỗi này lỗi kia hoặc là bị lừa này lừa kia, xong rồi lên hội rồi than thở. Lúc đấy thì mọi chuyện nó đã quá muộn rồi, đa số đều không giải quyết được nữa cả, và cũng chỉ bóc phốt người ta được một cái bài như vậy rồi người ta cũng bỏ cái định đấy thôi, chứ người ta có làm sao đâu. Đấy thì hy vọng là các bác khi mua hàng qua người dùng ở trên nhóm, đặc biệt là nhóm LG Việt Nam ấy, thì các bác hết sức tỉnh táo và tìm hiểu rõ về cái máy là một, cái thông tin người bán là hai. Đấy, tại vì bây giờ ấy, cái việc này em không thể quản lý được, tại vì người ta muốn bán máy, người dùng người ta muốn bán máy thì em phải cho người ta bán thôi, chứ không thể đánh thuế hoặc là bắt người ta phải nộp phí được. Đấy thì em cũng có một cái bài mà em bảo là em sẽ đứng ra làm trung gian, để mà cái mục đích của em là không muốn ai bị lừa cả. Đấy, cái hình thức đó rất đơn giản thôi, thì người bán và người mua đều sợ bị lừa cả. Người bán ấy sợ là khi mà ship máy đến ấy, người mua sẽ không nhận, còn người mua ấy thì sợ là khi mà đặt cọc ấy, đặt cọc xong rồi ấy, thì người bán lại không chuyển máy. Thì hình thức của em đưa ra rất là đơn giản thôi, người mua sẽ là chuyển cái tiền cọc đấy cho em, chuyển 100.000 hoặc 200.000 cũng được, hoặc là có thể chuyển toàn bộ số tiền mua máy cũng được. Đấy, sau khi em nhận được tiền rồi thì em sẽ thông báo cho người bán là tôi đã nhận được tiền rồi, và người bán có thể là ship máy cho người kia. Đấy thì sau khi mà ship máy đến tay người kia nhận rồi ấy, người kia nhận rồi mà máy không có vấn đề gì đấy, thì em sẽ chuyển cái số tiền cọc hoặc tiền toàn bộ tiền cho người bán, hoặc nếu như máy có lỗi gì đó thì hai bên sẽ phải ngồi lại để mà xem là có giải quyết được cái lỗi đấy không hay là trả máy. Thì cái số tiền ấy em vẫn đang giữ và cũng không, em không mất đi đâu cả, sau khi máy được chuyển lại, nếu như có lỗi chuyển lại thì em lại trả tiền máy về cho người mua thôi. Đấy, nó rất là đơn giản như thế thôi. Và nếu người mua không có kiến thức, không có kinh nghiệm test máy thì các bác có thể áp dụng hình thức như sau, là người mua cũng sẽ chuyển tiền đặt cọc cho em 100.000 hoặc 200.000 gì đấy, rồi sau đó yêu cầu là người bán sẽ ship con máy đấy về chỗ của em, địa chỉ của em nhé. Sau khi em test xong, nếu như mà ok thì em sẽ chuyển cái con máy đấy cho người mua. Đấy, và yêu cầu người mua là phải chuyển tiền cho em. Đấy. Còn nếu như con máy đấy không ok thì em sẽ chuyển lại cho người bán thôi. Và cái số tiền mà ship đi ship lại như vậy thì là do hai bên tự quyết định nhé, là có thể là người bán chịu hoặc là người mua chịu, thì đấy là do hai bên tự quyết định trước. Đấy. Thì cái hình thức đấy nó cũng hơi bị rườm rà một tí, tại vì cứ phải ship máy đi ship máy lại, nhưng mà nếu như bác nào muốn chắc ăn thì phải như thế thôi. Thì thực ra cái hình thức mà ship máy về chỗ em ấy em cũng không thích cho lắm đâu, tại vì nó sẽ mất rất nhiều thời gian của em này và cũng mất rất nhiều thời gian của các bác luôn đấy, và các bác lại phải chịu cái tiền phí ship đi ship lại nữa, cũng khá là tốn kém. Thì hình thức đấy chỉ xảy ra khi mà các bác nào mà muốn chắc rất là chắc ăn thôi, muốn có thể chắc ăn lắm ấy đấy thì mới nên làm như vậy thôi. Chứ còn cái hình thức mà để em giữ tiền hộ cho cả hai bên ấy, nó vừa thuận tiện và nó không làm mất thời gian của ai cả. Đấy. Và tất cả những hình thức em vừa nói ở trên nhé, là em đều làm free luôn, có nghĩa là không lấy tiền của ai cả. Đấy. Nhiều bác có thể là thấy là em đang làm free như thế, có thể là không tin, hoặc bảo nhiều khi là trong bụng các bác nghĩ là làm gì có chuyện thằng này nó làm free cho mình. Đấy, thì các bác có thể là do dự và các bác không 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 tìm đến em để mà làm trung gian, thì các bác sẽ làm việc trực tiếp với người bán ấy, thì nhiều khi là có thể xảy ra cái sự cố là bị lừa đảo, là thì các bác cũng ráng mà chịu thôi, chứ em cũng không thể làm gì được. Đấy, tại vì em cũng nói rất nhiều lần ở trên nhóm của mình rồi, nhóm LG Việt Nam này này, là em vẫn đang làm cái việc này free, và đúng là cũng có rất nhiều anh em sau khi công việc xong ấy, thì anh em có cho em 50.000, 100.000, 200.000. Đấy thì cái số tiền đấy em rất là cảm ơn, vì dù sao ấy nó cũng là có một chút gì đó động lực cho em để em làm việc. Cái chuyện đó là chuyện bình thường, thì hy vọng là cái công việc này của em ấy nó sẽ được lâu dài và được sẽ nhiều bác ủng hộ hơn, và cái mong muốn lớn nhất của em ấy là không ai bị lừa đảo nữa. Đấy thì đấy là cái hình thức mua bán trên hội nhóm Facebook nhé. Thì nếu như các bác không thể tin tưởng người bán được ấy, thì các bác nên tìm một người trung gian nào đó, không phải chỉ riêng em đâu, mà các bác có thể tìm một ai đó mà nhiều người biết đến đấy là được.
Và hôm nay em muốn quay cái clip này để mà quay được cái mắt em đang như thế nào, để các bác có thể là biết được à thằng này nó đang như thế này đây, để các bác thấy được con người, thấy được người thật, việc thật mà các bác còn không tin nữa thì em cũng không hiểu là các bác có thể tin được cái gì. Đấy, thì đấy là hình thức mua bán trên Facebook nhé. Thì cái hình thức mà mua bán tiếp theo nữa ấy, là mua bán ở trên Shopee ấy. Tại vì dạo gần đây em cũng thấy là rất nhiều anh em mà mua trên Shopee bị lừa, mà đặc biệt là mua mấy cái con LG nhà mình ấy, đặc biệt là con G7 này, con V30 này. Đấy, thì những cái hình thức mà quảng cáo bán hàng trên Shopee nó rất là tràn lan và nó rất là chung chung luôn. Và mọi người mua ở trên đấy đa số là đều là những người mà mới và những người mà không biết chút gì về về LG, hoặc là chỉ mới mơ hồ về nó thôi, thì thấy ở trên Shopee người ta bán rẻ rẻ thì các bác cứ vào đấy đặt hàng và mua thôi. Thì được một cái là Shopee khi mà các bác nhận hàng mà hàng không ưng ý hoặc hàng có lỗi gì thì các bác có thể đổi trả được trong vòng 3 ngày. Nhưng mà vấn đề xảy ra đây là cái hình thức đổi trả đấy nó mất khá nhiều thời gian, và các bác phải chứng minh được là cái sản phẩm nó bị lỗi gì phải, nó phải rõ ràng. Và nhiều khi các bác sau khi mà nhận hàng các bác thường thường là không bao giờ quay lại cái clip mà mình mở hộp cái mở cái gói hàng đấy, thì nhiều khi các bác không có cái bằng chứng để mà chứng minh được là cái con máy đấy nó lỗi từ khi mà mình nhận máy đâu. Đấy, thì khi mà không được chứng minh được ấy, thì các bác mất rất nhiều thời gian hoặc có thể là không thể là trả được hàng. Đấy, thì cái thứ Shopee nó cũng có cái hay và nó cũng có cái dở như vậy. Thì theo kinh nghiệm của em ấy, thì các bác nên mua Shopee ở những cái sản phẩm mà như kiểu cái linh kiện, pin hoặc là cái mấy cái nhỏ nhỏ thôi, chứ đừng mua cả một con máy nào đó ở trên Shopee. Vì em thấy đa số những con máy trên Shopee nó hàng nó không được rõ ràng cho lắm. Đấy, Shopee hay là Lazada hay là mấy cái trang bán hàng online khác thì cũng thế thôi. Em thấy là chỉ nên mua những cái đồ lặt vặt thôi. Và thêm nữa ấy, là ở Shopee bây giờ có hình thức lừa đảo khá là tinh vi, đó là các bác đặt một món hàng xong rồi cái người bán ấy, người ta tự hủy cái món hàng đấy và người ta sẽ ship bằng cái đường ở ngoài, chứ không qua Shopee nhé, không qua Shopee. Người ta lấy địa chỉ của bác và các bác và người ta ship cái món hàng đấy về cho các bác, và các bác tưởng đấy là vẫn là mua hàng qua Shopee nhưng không phải. Thì nếu như các bác không để ý, các bác không check ở trên Shopee là ở trạng thái cái đơn hàng mình đang ở trạng thái giao hàng ấy, nếu như cái đơn hàng đấy không ở trong trạng thái đang giao hàng ấy, thì các bác đừng nhận cái món hàng đấy nhé. Tại vì có rất nhiều bác bị cái hình thức lừa đảo như vậy rồi. Cái hình thức này thì phải tỉnh mới biết được thôi, chứ nhiều khi các bác đặt hàng ở trên Shopee xong rồi các bác cứ đợi 3-4 ngày thấy nó đưa về là nhận thôi, cứ các bác không quan tâm đâu. Đấy, thì rất nhiều bác bị cái trường hợp như vậy rồi. Một cái vấn đề nữa ấy, cũng rất hay xảy ra, đó là các bác mua hàng ở những cái fanpage ấy, những cái trang mà nó lấy những cái tên mà rất là chung chung, cái kiểu là tổng kho này rồi tổng kho kia rồi kho điện thoại giá rẻ rồi kho phụ kiện rẻ này các thứ. Nói chung những cái trang mà có cái tên nó rất là chung chung, có rất là mỹ miều ấy, thì đa số em thấy đa số những cái trang như vậy đều là cái trang giả mạo và nó bán hàng rất là lởm luôn ấy, hàng giả luôn ấy. Đấy, thì nhưng mà cái lớn nhất của nó vẫn là cái giá, đưa ra cái giá rất là rẻ và đánh vào tâm lý của anh em là thích giá rẻ mà. Thì những cái trang mà giả mà những trang fanpage mà kiểu cái tên mà nó chung chung, nó kiểu cổ quay quay ấy, thì đa số em thấy những trang đấy đều là cái trang mà giả mạo, và các bác đừng bao giờ mua những trang đấy, đừng bao giờ xem nó luôn ấy. Tiếp theo ấy, là mua hàng online qua một cái trang web nào đó ấy, thì cái này thì có vẻ là dễ hơn, tại vì thường thường cái trang web ấy, người ta phải đăng ký rồi người ta phải có địa chỉ, rồi nói chung là khi mà check một cái trang web nào đó nó sẽ dễ hơn là check một cái nick Facebook. Thì các bác khi mà mua của trang web nào đó thì các bác hoàn toàn có thể là tra Google xem là cái trang web đấy nó có lừa đảo hay không, hoặc là các bác có thể tìm cái địa chỉ của nó rồi xem là mọi người đánh giá như nào trên Facebook, hoặc xem mình có thể tra được rất nhiều thông tin từ cái trang web đấy. Có nghĩa là ở trang web thì cái hình thức lừa đảo nó cũng có vẻ là đỡ hơn một tí, nhưng mà có thể là vẫn có thể xảy ra trường hợp là trang web giả mạo rồi
cái này cái kia đấy. Nhưng mà thường thường là trang web mà giả nó hay bị đẩy ra ngay hoặc hay bị phát hiện ra ngay, nó không như kiểu là nick Facebook đâu đấy. Thì hy vọng ấy là những cái kinh nghiệm của em về cái việc mua hàng online ấy, có thể là giúp ích cho các bác mà đỡ bị lừa đi. Em cũng hy vọng là kiến thức của mọi người đều được tăng lên để mà cái việc mua bán online nó trở lên nó bình thường và không bao giờ bị lừa đảo. Thì hy vọng ấy là các bác tham khảo cái nhóm LG Việt Nam ở dưới này và đọc những cái bài viết của em ấy. Ở trong đấy em viết rất nhiều cái bài mà em thấy là có ích cho các bác nào mà mới biết đến LG, và không những áp dụng cho LG mà có thể áp dụng cho rất nhiều cái hãng điện thoại khác và áp dụng cho rất nhiều cái món hàng khác. Đấy thì hy vọng là các bác có thể là biết tới, trước nhất là biết tới em đã và biết tới cái nhóm LG Việt Nam nữa, để mà các bác có thể là có những kiến thức mà bổ ích hơn. Tại vì cái việc mua online nó sẽ là cái hình thức mua bán phổ biến nhất hiện tại luôn đấy. Thì hy vọng là em hy vọng lớn nhất của em vẫn là không để ai bị lừa nữa. Nhưng mà hy vọng là các bác có thể biết được cái clip này và biết được cái nhóm LG Việt Nam thôi. Rồi, ok, xin chào các bác.